Hello, xin chào tất cả mọi người. Tôi đang ở đây là vừa đi lên đến Quấy Homestay. Đây, phía sau tôi đây. Từ xã Thông Nguyên thì đi lên đây là mất khoảng 7 km ạ. Đây là cũng là lên một đỉnh núi khá cao, toàn là lên dốc thôi. Vâng, bắt đầu tôi chuẩn bị vào đến Quấy Homestay nhận phòng đây. Đây, một điểm du lịch rất hoang sơ. Ruộng bậc thang Hoàng Su Phi đây, xã Thông Nguyên của huyện Hoàng Su Phi. Đấy, các bạn có thể thấy là bắt đầu có nhìn thấy view ruộng lúa rồi. Đây, ruộng lúa đây. Tí nữa tôi sẽ trải nghiệm flash cam lên để mọi người có thể xem ruộng bậc thang xã Thông Nguyên. Vâng, đây, rất đẹp đây. Hoành tráng nhỉ? Đi vòng quanh một vòng thì mất khoảng bao lâu? Tùy, tất nhiên là tùy rồi, nhưng mà anh mà khoảng đấy. Mất khoảng tiếng rưỡi bao giờ, nếu cả chơi mình chơi đi hái ổi các thứ, ổi rừng, những đồ ăn rừng các. Nhưng mà phải có người hướng dẫn ông hay tự đi được? Có người hướng dẫn mới đi được. Có người hướng dẫn mới đi được. Ok, thế thì em cho anh một bạn hướng dẫn nhá. Em sẽ xếp. Bên em còn đang full hướng dẫn ấy, hôm nay em đi 13 hướng dẫn rồi. Kinh nhờ, thế thành là tối hướng dẫn ngủ trên gác. Đấy. Thế cái vụ mà bây giờ đang nổi tiếng trên mạng là cách em nó xa? Bên anh mình kinh ấy, anh kinh ấy. Triệu Kinh ấy. Có cả bungalow cả homestay đấy. Anh ấy là làm ở Thông Nguyên đầu tiên nhất, homestay ở Thông Nguyên đầu tiên nhất. Cái vụ mà đúng có rồi, cô du lịch đấy hả? Em thì nhưng mà cách đây mấy cây? Từ đây nếu mà đi đường thẳng thì 3 cây, nhưng mà anh thì đi đường vòng này 11 cây thôi. Cái chỗ đấy là thế cái thằng đấy là thằng địa phương à? Cái thằng bị bắt ấy. Thằng bị bắt, thằng địa phương. Thật ra thì em thì cũng không phải là bênh vực ai cả. Cái bạn nữ ấy thì bạn ấy đi về rồi, tại sao bạn ấy không về thẳng đi, bạn ấy đến nửa đường bạn ấy quay ra bức phòng. Xong là bạn ấy cứ kiểu đeo bán. Nói chung là cũng phải có nguyên nhân, phải nói thật thế. Không có lửa thì cũng không có khói. Em thì mọi người cũng cùng làm du lịch, nếu như đáng lẽ ra thì anh ấy xảy ra chuyện ấy thì em phải vui vì em đón được nhiều khách, nhưng mà không được phép làm như thế. Bởi vì anh ấy cũng bỏ tất cả tâm huyết vào đấy. Em cũng chỉ mong sao là mọi người sẽ hiểu và thông cảm. Ok em. Thế được rồi, thế anh hỏi này, thế sáng mai mà đi chiều đầu thi thì là đường mình sẽ đi như nào? Đây ông lái xe để ông nắm được. Sáng mai mình đi chiều đầu thi nhé. Thì nếu mà mâm xôi Nậm Khòa ấy mà đường thông đi được ô tô thì mình sẽ di chuyển Thông Nguyên, Nậm Khòa, Nam Sơn, Hồ Tàu và lên chiều đầu thi nhé. Thôi em cứ cho cái đường nào mà xa một tí nhưng mà đảm bảo là không ấy đi được. Để đi đường lên chỗ không, em cho mọi người đi đường tránh ấy. Cho mọi người đi đường tránh mà cũng dễ như đường của em này và nó có nhiều cảnh đẹp. Còn em nói thế anh chị hiểu dễ như đường của em không? Bởi vì sẽ đổi lại được cái cảnh đẹp, anh chị hiểu không? Muốn có cảnh đẹp phải đi đường khó một chút. Rồi, nhưng biết là đi được, vẫn đi được là được cái gì? Thật ra em bảo với chị nhé. Đợt vừa rồi, cái lũ vừa rồi ấy, nó quét đến nỗi nó như cái kè dưới này nó bị trôi hết đất đi. Còn không, nếu mà không có đợt lũ vừa rồi nó vẫn bình thường. Em xin phép mọi người một chút xíu nhé. Em chỉ hy vọng là mọi người hài lòng. Bởi vì mọi người hài lòng ấy chính là lợi ích của em. Quảng cáo cho em thì có gì nữa, đúng không? Nếu mà mọi người không hài lòng ấy, đó thì cũng không có lợi ích gì cho em cả. Chùa vào đây. Chùa đây. Đâu vậy? Có tí màu ăn quay. Ba năm mà con này chắc là hơn chục cân nhỉ? 15 cân không? Gần 20 cân. Con này khả năng là nướng. Không quay được. Nó không được chín lắm. Nó được chín ra. Phải hơi lâu. Con này coi như là
về Hoàng Su Phi quê hương tôi, có dòng sông uốn mình quanh đồi. Hoàng Su Phi quê hương tôi, ruộng bậc thang ngàn đời cho muôn đời sau. Vượt đèo mây cộng trời mây vớn bay, ruộng bậc thang từng bậc trên tầng mây, đến cao nguyên miền Tây. Hoàng Su Phi quê tôi, ruộng bậc thang rực vàng trên miền Tây. Vinh quang ơi thơm ngát hương tỏa bay, ghé qua thăm miền Tây. Đây có hai cháu của con của đồng chí Hôm Tây đây dẫn đoàn đi chơi. À, em à? À biết rồi, đứa con gái lúc nãy gì? Đúng không? Thì mới là em đi sao buộc này để cho đỡ lạc à? Thì nó lại đi lạc. Thế à? Hai thằng buộc nhau quá. Thôi không phải buộc. Đi đây có các bác đây rồi, không lạc đâu. Bây giờ nó có đi chạy được theo không? Còn nếu mà đi ở nhà đây thì buộc vào. Vẫn lần sau lấy cái dây nó dài dài buộc. Thế là đi học ở cách đây khỏi xa không cháu? Bảy cây đi xe đạp à? Đi xe máy. Mày đi xe máy cả? Ô, mày liều nhỉ? Đây nó đi xe máy, nó đưa em đưa em gái đi, nó đi ở đây. Xe máy lên đây được rồi. Thế là cá là bố mẹ thả cá ở ruộng à? Thả nhiều không? Liệu có bắt được không? Ruộng thả cá có xa đây không? À, tí đi vòng ra ruộng à? Cái chỗ đổ bê tông này là nhà cháu tự đổ đúng không? Hay là của xã hay của thôn đổ? À, chỗ này chắc mới làm à? Lúa ở đây thì là chuẩn bị gặt rồi các bạn. À, cũng có nhà gặt rồi, có nhà chưa gặt. Thông thường thì là chỉ trong vòng khoảng 1-2 tuần nữa là cơ bản sẽ gặt hết. Đây, các ruộng lúa đấy ạ. Và lúa này thì được trồng từ tháng 8 nhỉ? Ừ. Tháng 8. Tháng 7. Tháng giữa tháng 7 đúng không? Ừ. Cái này là gieo xạ hay là cấy ở cháu? Hay gieo mạ? Gieo xạ à? Gieo mạ thôi. À nhưng mà gieo mạ xong về mới cấy hay là gieo thẳng thóc cũng đây? Gieo mạ về mới cấy. À thế là bằng. Gieo mạ về cấy lúa như bình thường chứ không phải xạ bằng thóc. Không phải xúc mạ như ở dưới kia đâu. Mạ phải dài tầm này. À xong mới trồng được. À. Ở dưới cái mạ tầm này còn trồng. Mạ đấy chỉ là ở dưới xuôi thôi đúng không? Ừ. Còn trên núi này thì phải mạ dài xong rồi mới trồng. Ừ. Thế mạ thì người ta gieo ở đâu? Ừ. Mạ gieo. Gieo kia. Gieo ở phía dưới. Không. Gieo đất. Gieo đất khô này. Gieo không? Ở này có cái cành cam nhỏ nhỉ. Con gì đây? À, quả gì đấy? Quả gì cháu? Cháu không biết tên. Nhưng ăn được không? Trung sát người nhiều người không biết quả đấy đâu. À ăn như cả quả thanh long à? Đây là quả gì? Nó quả không biết. Tự đặt tên cho nó quả. À gọi là quả không biết hả? À quả thanh long dừng đi. Được. Thằng này nghĩ thông minh đấy. Mọi người đã bắt đầu gặt đấy ạ. Đấy bây giờ có cả đấy lên tận nơi này. Máy tuốt lên tận đây rồi. Ra đây giúp bố mẹ đấy à? Giỏi thế nhỉ? Có thành phần đấy mới gặt được khỏe. Nha. Như đấy à? Xuống đấy gái nó bắt đấy. Lúa mọi người gặt đây, các bạn thấy là người ta gặt, người ta sẽ để ở trên ruộng này, xong rồi sẽ tập kết xuống phía dưới và có máy tuốt lúa thì được đưa lên tận lên cạnh ruộng rồi và chỉ tuốt lúa và dạ sẽ để lại gom về sau, còn lại thóc sẽ được cho vào bao và trở về nhà.
con này không là không có gì chộp được nhờ. Dùng tay em, à, em dùng tay anh. Còn mấy con ở đây nữa bắt chưa chưa hết. À đây rồi, bắt con này. À đây. Đi đường này là hả? Đây, nhà đây. Nhà đây gì anh? Trước anh cũng bắt suốt cái này. Đây. Ôi trời ơi. Đấy rồi. Rồi. Qua rồi rồi. Đấy. Ta nhà bếp rồi thì mình làm việc đấy. Để em cũng định làm cơm mệt cho mẹ anh nhưng mà do là em hết mệt đấy. Thì em để đĩa nó cũng là cùng thức ăn. Không, bên này là bếp gì? Không phải. Như nhau nha, em không bao giờ dám phân biệt đối xử với khách.